Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nukida. Trong video này, chúng ta sẽ nói về swing trading, tức là giao dịch trung hạn, giữ lệnh trong vòng vài ngày, thường giao dịch ở khung 1 giờ hoặc là 4 giờ. Bản chất như mình từng nói thì luật bò gấu có thể áp dụng ở tất cả các khung thời gian. Nó chỉ khác nhau về thời gian giữ lệnh, khung thời gian quan sát biểu đồ, dẫn tới việc nó có một số tính chất khác so với day trading hay scalping, tức là giữ lệnh trong ngày hoặc là lướt sóng ngắn. Mình cũng sẽ chia sẻ tại sao có những lý thuyết tưởng như là đúng, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại rất khó. Nó là từ quá trình mình học và sau đó mình phải thay đổi như thế nào cho phù hợp khi thực chiến. Chi tiết hơn thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Các bạn nếu chưa có tài khoản giao dịch và thấy những kiến thức mình chia sẻ có ích thì có thể đăng ký tài khoản ở sàn XTB thông qua đường link mình để ở bên dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình nhé. Sàn giao dịch này mình lựa chọn bởi vì nó là một sàn uy tín. Các đường link về giấy phép tài chính quốc tế thì mình cũng để luôn bên dưới để các bạn có thể tự kiểm tra. Không chỉ thế, nó còn có nhiều cái mà mình thấy khá là ưng ý, như là cái giao diện trực quan, dễ sử dụng, phóng to thu nhỏ, rất là dễ, hoặc là đo khoảng cách về pip, về số tiền, cũng rất là dễ. Chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy được thông số, hay là những cái công cụ vẽ cũng đầy đủ cả luôn. Rồi tình hình tin tức, lịch kinh tế, lọc mã cổ phiếu theo từng tiêu chí, hay ở Forex thì có bản đồ nhiệt, so sánh sức mạnh của các đồng tiền, hoặc là có những cái video đào tạo, hướng dẫn cơ bản về thao tác, về cách sử dụng sàn, gần như là đầy đủ cả. Và mình thấy là ít có sàn nào làm được điều này. Như hồi xưa thì mình phải trade trên một sàn, thông qua một nền tảng khác như là MT4 hoặc MT5. Rồi từ lúc xem lịch kinh tế thì cũng phải thông qua một cái trang web khác, hay xem bản đồ nhiệt thì cũng lại phải sử dụng một trang khác luôn. Hoặc là tính toán khối lượng cũng tiếp tục phải sử dụng một trang riêng để tính toán khối lượng. Nó không tổng hợp được tất cả trong một như thế này. Bởi vậy mình thấy rất là thuận tiện. Những ai mà bắt đầu tìm hiểu hoặc đã học về cấu trúc thị trường thông qua nhiều tài liệu kể cả trong nước lẫn nước ngoài chia sẻ, giống như cái thời gian đầu mình tìm hiểu, thì có lẽ cũng quen thuộc với việc là một cái cấu trúc thị trường tăng thì nó sẽ tạo ra những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ví dụ như ở đây là một cái cấu trúc thị trường tăng, nó tạo ra những cái đỉnh cao hơn, đáy cao hơn, và nó sẽ đảo chiều sang xu hướng giảm khi mà nó phá qua cái đáy, tạo ra cái đỉnh cao nhất ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như ở đây, mặc dù nó có thể tạo một cái cấu trúc giảm, nhưng nếu nó chưa phá qua cái vùng đáy này thì nó vẫn chưa chuyển sang một cái xu hướng giảm hẳn. Mình ví dụ là nó vẫn đang đi ngang tại đây chẳng hạn, thì nó sẽ chưa chuyển sang một cái xu hướng giảm hẳn. Nhưng nếu giá phá qua cái vùng này, sau đó tạo ra cái cấu trúc giảm, tức là nó tạo một cái đỉnh thấp hơn, đỉnh trước, và nó phá qua cái vùng đáy tại đây. Và khi đã phá qua cái đáy này rồi, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái đáy thấp hơn nữa. Như vậy lúc đó nó sẽ chuyển sang một cái xu hướng giảm. Xu hướng giảm thì ngược lại với xu hướng tăng, nó tạo ra những giai đoạn đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn, và tương tự, nó sẽ đảo chiều sang xu hướng tăng khi mà nó sẽ phá qua cái đỉnh tạo ra đáy thấp nhất. Mình ví dụ ở đây chẳng hạn, nếu nó phá qua cái đỉnh mà tạo ra đáy thấp nhất này thì nó sẽ chuyển sang một cái xu hướng tăng. Ở thời điểm mình bắt đầu học thì mình thấy cái kiến thức này cũng khá là hay và nó cũng khá là hợp lý so với thị trường. Đặc biệt là ở cái giai đoạn mà mình bắt đầu từ bỏ việc sử dụng chỉ báo, mình muốn hiểu hơn về cái cách thị trường di chuyển như thế nào. Chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể về cái trường hợp như thế này. Ví dụ tại đây là khung 4 giờ, biểu đồ cặp EURUSD, chúng ta có một cái cấu trúc giảm rất là rõ ràng từ cái giai đoạn này luôn. Đó, gần như là chúng ta không cần phải bàn gì về cái xu hướng giảm này. Và áp dụng theo cái kiến thức hồi nãy, chúng ta sẽ xác định cái vùng đỉnh gần nhất của cái thời điểm giá hiện tại mà tạo ra cái giá thấp nhất, đó chính là cái vùng đỉnh này. Như vậy bây giờ giá chỉ cần phá qua cái vùng đỉnh này thì có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều. Chúng ta sẽ cùng xem thử diễn biến giá tiếp theo như thế nào nhé. Đây, chính giai đoạn này
là cái giai đoạn mà giá phá qua cái vùng đỉnh tạo ra đáy thấp nhất này. Có nghĩa nó là một cái tín hiệu cho việc giá sẽ đảo chiều sang xu hướng tăng. Và kết quả sau đó chúng ta thấy là giá đảo chiều sang xu hướng tăng thật. Đây cũng là một cái kiến thức khá hay. Và sau này khi mình tổng hợp lại thành luật bào gấu thì mình thấy nó cũng khá là đúng. Bởi vì tại cái thời điểm này, giá đang tạo một cái vùng căn cứ mạnh của phe gấu. Nó đã đẩy phá qua cái đáy gần nhất trước đó, tức là phá qua cái vùng căn cứ của phe bò. Và khi mà cái vùng căn cứ này nó bị phá thì có nghĩa là phe bò nó đang chiếm ưu thế trở lại. Điều đó nó thể hiện cho việc có thể sắp xuất hiện một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên thì cái kiến thức này nó là chưa đủ. Bởi vì thứ nhất, nếu mà giá phá qua một cái vùng đỉnh tạo đáy thấp nhất rồi sau đó nó sẽ chuyển sang xu hướng tăng thì ở cái câu này nó không hề hợp lý một chút nào. Bởi vì cái việc giá phá qua một cái vùng gấu mà tạo ra đáy thấp nhất nó chỉ thể hiện một điều là phe bò, tức là phe mua, đang bắt đầu chiếm ưu thế trở lại, chứ nó sẽ không thể hiện việc thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ đưa nó vào một cái định nghĩa, có nghĩa là giá chỉ cần phá qua cái vùng đỉnh tạo đáy thấp nhất thì sẽ chuyển sang xu hướng tăng. Và cái thời gian đầu mình học, mình cũng như vậy. Nhưng mà khi mình gặp những cái trường hợp mà giá phá qua cái vùng đỉnh tạo đáy thấp nhất xong rồi cuối cùng nó lại giảm tiếp thì mình lại thắc mắc, ủa tại sao giá nó lại không chuyển sang xu hướng tăng? Mình biết là có nhiều người cũng mắc phải cái tư duy sai lầm này. Bởi vì nhiều người cũng hỏi lại mình cái lỗi mà mình đã từng gặp phải. Bởi vậy ở cái thị trường này chúng ta không thể nào đưa nó thành một cái câu khẳng định là nếu giá phá qua cái đỉnh tạo đáy thấp nhất thì nó sẽ chuyển sang xu hướng tăng. Thay vào đó chúng ta sẽ đổi sang là nếu giá phá qua cái đỉnh tạo đáy thấp nhất thì lúc đó cái lực mua nó có thể chiếm ưu thế trở lại và lực bán nó đang bị yếu dần, chứ nó cũng chưa thể hiện lực mua trội hoàn toàn hoặc lực bán trội hoàn toàn. Một ý tiếp theo, cái kiến thức này nó chưa bao quát được, nó vẫn là mình thắc mắc thông qua một cái ví dụ như thế này. Đây, trường hợp nếu giá tăng một mạch như thế này thì chúng ta sẽ rất khó để xác định một cái đáy tạo đỉnh cao nhất để mà khi nó bị phá thì xu hướng sẽ bị đảo chiều sang giảm. Ví dụ như đáy này, hay là đáy này, hay ở giai đoạn này cũng vậy, mặc dù nó có cấu trúc. Và chúng ta cũng thấy rõ là cái đáy tạo ra đỉnh cao nhất nó bị phá qua, nhưng mà cuối cùng sau đó thì xu hướng lại tiếp tục tăng, chứ nó không phải là giảm. Và thực tế thì không phải lúc nào thị trường nó cũng đi theo một cái cấu trúc đỉnh cao hơn, đáy cao hơn như thế này, một cấu trúc rõ ràng. Nó sẽ có những giai đoạn đi như này, nhưng mà cũng sẽ có những giai đoạn mà giá chạy một mạch, chúng ta không thể nào xác định đỉnh đáy rõ ràng. Như vậy cái kiến thức vừa rồi trong trường hợp giá tạo cấu trúc, mặc dù nó được rất nhiều tài liệu chia sẻ, đặc biệt là các tài liệu về price action, nhưng mà khi vào thực tế thì chúng ta thấy là nó chưa đủ. Nó chưa giải quyết được nhiều trường hợp đặc biệt, ví dụ như giá chạy một mạch như thế này. Và nó cũng sẽ bị máy móc khi mà nó đưa thành những cái câu khẳng định, ví dụ như là giá chỉ cần phá qua cái đáy tạo đỉnh cao nhất thì sẽ đảo chiều sang xu hướng giảm. Hay mình ví dụ như trường hợp này cũng vậy, giá nó đi một mạch như thế này và gần như là chúng ta không xác định được một cái vùng đáy rõ ràng nào để chúng ta cố gắng tìm là khi nào giá bắt đầu đảo chiều. Đấy chính là cái vấn đề mình gặp phải khi mà mình bắt đầu học về price action. Và cái cách mình giải quyết đó chính là mình không cố gắng tìm lúc nào thì giá đảo chiều, mà thay vào đó mình sẽ đặt ra câu hỏi là tại thời điểm hiện tại lực của phe nào đang chiếm ưu thế. Khi đó mình sẽ không cần phải xác định là giá nó đang trong xu hướng nào, xu hướng tăng hay xu hướng giảm, hay là xu hướng đi ngang một cách máy móc, mà mình sẽ chỉ xác định dựa theo cái thời điểm gần nó thiên về đi ngang, tăng hay là giảm, thời điểm xa hơn nó cũng thiên về đi ngang, tăng hay là giảm. Các yếu tố về sóng gần đó, cái cấu trúc gần đó, nó cũng đang thiên về tăng hay là giảm. Tức là nó sẽ bao gồm nhiều gạch đầu dòng để cuối cùng trả lời cho cái câu hỏi là ở cái thời điểm hiện tại lực đang thiên về tăng hay là giảm, hoặc là không rõ ràng cho phe nào. Chi tiết hơn thì mình cũng đã từng có những cái video về xu hướng, các bạn có thể tìm lại trên kênh để xem lại cái cách xác định nhé. Khi áp dụng cái cách như vậy
thì dù thị trường ở giai đoạn nào đi chăng nữa, mình vẫn có thể xác định được cái lực của thị trường. Lực nó càng thiên nhiều về một phía, ví dụ như ở đây là tăng hoặc giảm, thì cái xu hướng nó càng rõ ràng, tức là gần như các yếu tố nó đều lệch sang một bên. Còn nếu như mà các yếu tố có cái ủng hộ cho tăng nhưng mà cũng có cái ủng hộ cho giảm, thì lúc đó nó sẽ thiên về ở giữa, nó không rõ ràng về phía nào cả. Thì lúc đấy chúng ta sẽ kết luận lực hoặc xu hướng không rõ ràng. Khi mà mình áp dụng như vậy, bởi vì nó bao quát được tất cả, thì mình sẽ không còn gặp những cái vấn đề mà mình hay thắc mắc không giải quyết được nữa. Và lúc đó thì mình có thể xác định được lực hoặc là xu hướng bên nào đang rõ ràng hơn. Từ đó sẽ đi được đến các bước tiếp theo, đó chính là quyết định có nên canh vào lệnh hay không. Nếu mà không rõ ràng thì bỏ qua, còn nếu cái cặp nào rõ ràng thì sẽ canh cái tín hiệu vào lệnh. Tất nhiên về cái kiến thức cấu trúc đỉnh cao hơn hoặc đáy cao hơn, nó vẫn sẽ có những cái trường hợp đúng khi mà xu hướng rõ ràng. Ví dụ như cái cặp tiền EURUSD thì mình thấy là nó cũng xuất hiện khá là nhiều những cấu trúc đẹp. Đây chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn này này, nó đều đi theo cấu trúc. Tuy nhiên giai đoạn này thì không. Đây, giai đoạn này cũng tăng giảm theo cấu trúc này. Và giai đoạn này thì không. Đó, có những cái giai đoạn mà chúng ta rất khó để áp dụng. Và thực tế cái việc nhìn nhận cấu trúc thị trường, phân tích nhiều về đường giá thì nó sẽ áp dụng nhiều hơn cho swing trading. Nếu mà chúng ta chơi trong ngày, day trading hoặc là scalping, thì ở trên một cái biểu đồ này, mỗi ngày là nó lại một khác. Nhưng đối với swing trading, ví dụ như là cái biểu đồ này là biểu đồ 4 giờ, thì cái diễn biến nó sẽ chậm hơn, phải mất 4 giờ, nó mới xong một cây nến. Như vậy thì nếu mà chúng ta phân tích một lần, chúng ta có thể dùng luôn cho nhiều ngày sau đó nữa. Đấy chính là một cái sự khác biệt của swing trading so với chơi trong ngày, từ cái yếu tố thời gian mà nó tạo ra cái sự khác biệt. Và đối với swing trading thì để hình thành xong một cái nến, nó cũng mất thời gian khá là lâu. Như không 4 giờ thì nó sẽ mất 4 giờ từ lúc mở cửa cây nến tới lúc đóng nến. Do đó nếu theo swing trading thì chúng ta có thể áp dụng những cái mô hình nến ngắn hơn. Ví dụ chỉ từ 1 hoặc 2, cùng lắm là 3 đến 4 cây nến. Tức là nó sẽ thiên về việc đọc hiểu nến hơn. Còn như nếu ở khung nhỏ như là từ 15 phút trở xuống thì chúng ta sẽ thiên về việc tìm những cái điểm vào. Nó là mô hình nến bao gồm nhiều cây nến tạo thành những cái con sóng luôn. Tức là chúng ta sẽ sử dụng một cái mô hình gồm nhiều con sóng, chứ không phải là gồm vài cây nến nữa. Bởi vì nếu mà vài cây nến thì cái diễn biến nó xảy ra khá là nhanh, nó sẽ khiến chúng ta bị áp lực phải chạy theo giá. Như mình ví dụ ở trên biểu đồ này, nó có những cái vùng gấu đẹp này, là những cái vùng gấu mạnh. Đây, ví dụ là những cái vùng này. Bởi vì từ những cái vùng này, cái lực giảm rất là mạnh, nó đều là những cây nến dài, nên là chúng ta thấy những cái vùng này khi mà giá lên trở lại thì đều có lực bán tham gia vào. Tuy nhiên không phải lúc nào giá tới cái vùng này nó cũng cho chúng ta một tín hiệu tốt, mà quan trọng chúng ta cần phải chọn cái tín hiệu nào nó phù hợp và chúng ta luyện tập thành thục cái tín hiệu đó. Ví dụ như ở đây nó xuất hiện cái tín hiệu nến engulfing ở đỉnh 2 này, thì như vậy chúng ta có thể vào lệnh tại đây, stop loss ở ngay trên cây nến. Hoặc đoạn này cũng vậy, chúng ta cũng có thể học cách review lại, xem lại những cái tín hiệu nào đẹp, dựa vào việc là khi mà chúng ta thấy giá đảo chiều thì chúng ta sẽ khoanh lại, khoanh lại, sau đó vào những cái khung nhỏ hơn, xem nó có lặp lại một cái mô hình nào đó mà chúng ta có thể xây dựng nó thành một cái quy tắc hay không. Đây, ví dụ như mình vào khung nhỏ hơn là khung 1 giờ. Ở khung 4 giờ thì chúng ta có thể vẽ chung hai cái vùng này, nhưng khung 1 giờ thì hai vùng này nó cách xa nhau, chúng ta có thể vẽ nó nhỏ hơn, chia nó thành hai vùng. Thì như đoạn này, nếu chúng ta thấy là giá nó đi một mạch qua cái vùng này, có nghĩa là giá nó không phản ứng tại cái vùng này nữa, thì chúng ta có thể xóa nó đi. Nhưng khi lên tới cái vùng này, vùng đỉnh cao nhất đây của cái khu này, thì chúng ta thấy là giá nó phản ứng. Lần 1 thất bại, sau đó lần 2 cũng thất bại và tạo một cái tín hiệu rõ ràng hơn bằng cái cặp nến engulfing này. Như vậy thì đây chính là một cái tín hiệu tốt mà mình sẽ vào nếu mà mình canh được cái trường hợp này.
Cái tín hiệu này mình cũng đã từng chia sẻ ở một cái video về những cái mô hình nến mà mình đã làm rất rất lâu trước đây rồi. Các bạn có thể xem lại. Đó, chúng ta có thể quan sát cái diễn biến giá nó xảy ra tại những cái vùng đảo chiều này. Chúng ta xem là liệu có cái tín hiệu nào nó có thể làm một cái xác nhận để chúng ta vào lệnh hay không. Chúng ta quan sát những cái đặc điểm của nó. Nếu có thì chúng ta ghi lại thành quy tắc, còn nếu không thì thôi, chúng ta bỏ qua. Như đoạn này thì thực ra nó cũng không đẹp lắm. Tuy nhiên là nếu mà để tìm dấu hiệu thì chúng ta cũng thấy là có thể tại đoạn này nó vào lần 1 thì chúng ta chưa vào. Nhưng mà phe bò lên tới lần 2 và bị thất bại lần 2, nó bắt đầu tạo ra một cái lực bán mạnh, thì chúng ta có thể canh vào lệnh tại đây chẳng hạn. Đấy chính là cái cách mà chúng ta nhìn nến để xây dựng quy tắc. Tuy nhiên là đối với cá nhân mình thì cái vùng nến này nó không đẹp, dâu dài. Nếu mà cái đoạn này nó xuất hiện một cái cặp nến engulfing rõ ràng như cái vùng trước thì có thể mình sẽ vào. Đây, như cái vùng này thì mình sẽ chọn làm điểm vào lệnh. Hai đoạn này cũng vậy, chúng ta cũng khoanh lại xem có cái đặc điểm nào không, để sau chúng ta sẽ xây dựng cái quy tắc làm điểm vào lệnh. Rồi, quay trở lại bàn về cái việc xác định cấu trúc. Mình cũng sẽ ví dụ luôn ở trên cái biểu đồ này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đường dọc, và mình giả sử là cái đường dọc này nó là cái thời điểm hiện tại. Tức là ở bên phải cái đường dọc này, chúng ta sẽ giả sử như là giá nó chưa chạy tới, và chúng ta sẽ dựa vào cái phần bên trái đường dọc này để chúng ta xem là cái thời điểm hiện tại lực nó đang thiên về bên nào. Đây, ví dụ thời điểm hiện tại đây thì rõ ràng chúng ta thấy là lực thiên về tăng. Cái này rất dễ rồi, không cần bàn nhiều nữa. Và ví dụ ở thời điểm này chẳng hạn, hoặc là thời điểm này, thì nó đều giống nhau là về ngắn hạn nó lại đang thiên về giảm, nhưng dài hơn, một bức tranh xa hơn thì nó đang thiên về tăng. Tức là trong cái vùng này, lực giảm nó vẫn đang kiểm soát, nhưng mà nó vẫn sẽ nguy hiểm cho cái phe gấu, bởi vì trước đó chúng ta có phe bò đang tăng mạnh. Chúng ta sẽ không biết được là nếu phe gấu tấn công tới một vùng bất kỳ nào đó, phe bò có thể tham gia vào và đẩy giá lên. Chúng ta không biết được vùng nào trên cái con sóng này cả. Bởi vậy nếu để canh lệnh bán thì cũng không tốt, và nếu để canh lệnh mua thì cũng không được, bởi vì giai đoạn ngắn gần đó nó vẫn đang thiên về giảm. Đó, khi phân tích như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được cả trường hợp mua lẫn bán, và chúng ta không vào lệnh. Đây, còn nếu như trường hợp trước, chúng ta cũng phân tích như vậy và chúng ta thấy là mọi cái nó đều ủng hộ cho tăng, chúng ta sẽ thiên về canh mua. Ví dụ ở giai đoạn này thì sao? Ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy là nó thiên về tăng, nó có những cái con sóng tăng đẩy mạnh này, cấu trúc tăng đi lên. Nhưng mà xa hơn thì chúng ta lại thấy nó nằm trong một cái con sóng giảm ở đây. Như vậy mặc dù ngắn hạn thì phe bò vẫn đang tăng, nhưng mà nó vẫn đang chịu sự kiểm soát của phe gấu. Do đó chúng ta cũng sẽ không biết được là những cái vùng căn cứ của phe gấu trên cái đà giảm này, phe gấu có thể sẽ lao vào khi nào. Nên là cái đoạn này để vào lệnh bán hay là mua thì nó cũng không hề rõ ràng. Còn nếu tại cái trường hợp này thì chúng ta thấy là một cái bức tranh lớn nó đang thiên về giảm. Và ở cái giai đoạn tăng này, gần cái thời điểm hiện tại thì nó lại tăng một mạch, chứ nó không phải là kiểu tăng mà tạo ra những cấu trúc đỉnh đáy rõ ràng. Chính vì cái kiểu tăng một mạch này, và khi giá lên tới cái vùng gấu mạnh, nó lại tạo ra cái tín hiệu tốt, thì như vậy chúng ta vẫn có thể vào lệnh bán stop loss ở trên cái vùng này. Bởi vì khi mà giá tăng một mạch như này thì cái vùng bò gần nhất thời điểm hiện tại nó xa hơn là cái vùng dưới đây. Do đó nếu mà chúng ta vào lệnh bán thì cái khả năng mà chúng ta chốt lời nó cũng sẽ xa hơn so với những cái trường hợp mà nếu cái giai đoạn này thay thế bằng một cái con sóng tăng theo cấu trúc, và nếu tại đây nó xuất hiện một cái lệnh bán chẳng hạn, thì nó sẽ dễ bị phe bò đẩy vào tại những cái vùng bò nhiều hơn. Như vậy thì cái khả năng chốt lời xa nó cũng sẽ thấp hơn trong cái trường hợp này. Đấy chính là cái cách mà chúng ta áp dụng việc đọc cấu trúc để vào lệnh cho phong cách swing trading. Và mục tiêu cuối cùng nó vẫn chỉ là trả lời cho câu hỏi ở thời điểm vào lệnh, lực có đang chiếm ưu thế rõ ràng hay không. Và thứ hai là điểm vào lệnh, điểm stop loss, điểm TP
nó có tạo ra một cái tỷ lệ RR tốt hay không. Lực rõ ràng, nhưng mà nếu điểm vào lệnh nó không tạo tỷ lệ RR tốt thì nó cũng không tốt. Mình ví dụ ở con sóng này, lực rõ ràng, nhưng mà nếu chúng ta vào lệnh mua ở tít trên đây và stop loss ở dưới vùng này thì cái khoảng cách stop loss nó khá xa, nó không tạo một cái tỷ lệ RR tốt. Thay vì việc nếu chúng ta có những cái tín hiệu tốt như là ví dụ vào lệnh tại đây, stop loss ở dưới vùng cây nến này thôi, thì nó dễ dàng tạo cái tỷ lệ RR tốt hơn. Một điểm vào lệnh tốt nó phải kết hợp nhiều yếu tố như vậy. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video này về swing trading, cũng như là việc lý thuyết mà rất nhiều tài liệu chia sẻ chúng ta tưởng rằng là đúng, nhưng mà có những lúc chúng ta lại khó áp dụng vào thực tế. Khi đó thì chúng ta cần phải tự chọn lọc cái nào đúng chúng ta giữ lại, và cái nào không hợp lý thì chúng ta phải tìm cách, nghĩ cách để cải thiện sao cho phù hợp với bản thân. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.